Đấy là vặt dưa của câu nhà em. Quả to vứt hết, còn quả nhỏ ăn chậm nát hết. Xót xa hình ảnh của ông khóc ngất bên ruột dưa bị kẻ gian phá hoại. Mọi người chia sẻ nha, để giúp câu. Dưa hắn làm đến giờ ăn rồi mà hắn phá hết. Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau đoạn clip của ông khóc ngất bên ruộng dưa khiến ai cũng xót xa. Được biết, xung quanh của ông, tất cả các quả dưa đều bị vỡ nát, nằm rải rác và không còn quả nào nguyên vẹn để bán được nữa. Theo chủ nhân đoạn clip, thì sự việc này xảy ra ở ruộng dưa nhà ông Tê ở Diễn Châu, Nghệ An. Qua chia sẻ của chủ nhân đoạn clip, gia đình ông Tê cũng thuộc hộ rất khó khăn và chỉ trông vào mảnh ruộng này mà thôi. Hai vợ chồng ông vất vả dầm mưa dãi nắng, cầm cuội làm suốt 3 tháng nay, chuẩn bị thu hoạch thì xảy ra sự việc trên. Người nông dân đã vất vả rồi, không hiểu vì lý do gì lại có người làm như vậy với gia đình ông. Mong sao cho sự việc sớm được sáng tỏ. Đừng quên theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống nhé. Cậu về có hồi buổi trưa mà lên mà lại dậm hết đi rồi. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.